này này, đây có nhiều này. Cái đấy chú Văn có mấy con. Út chưa đến à? Em ra cái tô này em cắt hơi nhiều. Anh lấy cho em hai thanh kia về đây vậy. Con tài này lập ở đây xuống với lập ở đây xuống. Cái con ngắn kia mới cắt ra góc. Của nó ở dưới na hang kia mà cá chám của nó mà nhiều trướng thật đấy, khu du lịch của nó. À cực kỳ chứ. Cắn nuôi. Đi qua đây. Đây bao tiền cái thuyền đấy? Đây mà chịu dưới. Chịu dưới thôi. Ờ. Đặt ở đây. Máy
đấy. Dài là lợp lợp ở dưới này không? Hết ở dưới này dài này. Với em để từ đây xuống cái kia dài. Lợp ở hai bên nó cắt hết. Dẫn từ bên kia sang cơ, nếu mà mình ở bên này sang thì nó sẽ đẩy nó cứ dẫn từ sang bên kia rồi. Anh cho lên đây đi, em đi anh nhảy lên đường lên trên.
thẳng tiếp ở trên là lệch hết luôn, anh phải nhìn ở đấy, anh phải kéo này, anh phải nhìn ở đấy thẳng, anh phải bắn từ đấy sang kia đoàn tay vẫn còn thì tí cái đây hai cái dây của nó bên dưới và bên trên khớp nhau thôi. Ở dưới này nó có theo cái kèo cái đường đâu mà nó theo cái đoàn tay mà. Kéo. Mà lùi cả nó u nóc á. Tôn cây không nhiều mà em lấy đủ con tôn. Nhớ phải lấy mai cát à? Kéo.
3 tấn á, còn 2 tấn kia nữa. Thank you.
Cấm nhéo hết tô nữa.
chèn thế à. Đi lấy bỏ vào vùi xong lấy mình lấy cái búa tạ quay nhặt phần này này, đây có nhiều đấy. Cái đấy chú Văn có mấy gốc dứa mới mà chú Văn chọn ra chú Văn mang đi trồng đó. Cô vào được cây không? Bán đồ mấy đấy nhỉ? Xuống hai ngón nữa. Được. Anh thả máy xuống, Giang lên máy về cho em đó. Em bán anh lên máy về anh quay em bán cái này đó. Em cắt. Đấy, bây giờ như thế này là mưa. Bẩn ở đây mai chú ăn không quay được. Đấy thì khác thế nhỉ. Ở được thì đi về đấy.
Càng thế lấy cái về gói không? Có chứ. Lấy cái gì gói đây? Nói không nghe. Đi chơi thì không biết cái gì kì. Đi chơi ăn bạc không thuốc gì kìa. Mì hoa mì dẻo hoa mày là hoa mà các bà tớ phun đi hết thôi nhá. Các bà nhìn bom thế rồi. Mát của anh đâu ấy? Đây vứt đâu? Hả? Em đi xem gốc quả xem nó có lên quả không? Rồi đi. Vừa lâu một lần kia rồi. Anh không có để đâu bên này đưa được đâu. Cảm ơn các bạn.